Xin chào các bạn lại đến với kênh Con Ba Bảnh. Mình cũng giống các bạn là đi tìm cái cách để làm dung dịch rửa tay sát khuẩn từ cồn. Thì mình mới tìm thấy cái câu hỏi của bạn Lê Trọng Hiếu hỏi bác sĩ Đoàn Thu Hương và một số các trang web từ các chuyên gia. Thì mình mới tìm được ra câu trả lời cho việc chúng ta tự làm dung dịch rửa tay sát khuẩn từ cồn. Các bạn cùng xem câu hỏi của bạn Lê Trọng Hiếu nhé. Cô chú cho con hỏi là con muốn làm dung dịch rửa tay sát khuẩn từ cồn, nước vo gạo và vitamin E từ công thức trên YouTube. Vì chỗ con hiện là dung dịch rửa tay đã bán hết rồi, nên con muốn hỏi cô chú bác sĩ là làm theo công thức trên thì có sao không ạ? Việc con dùng thêm vitamin E dạng viên cho vào dung dịch chủ yếu là dùng để tránh khô từ cồn, thì thoa lên tay có sao không ạ? Thì bạn ấy mới nhận được câu trả lời của bác sĩ Đoàn Thu Hương như sau. Nước sát khuẩn tay là dung dịch vô trùng. Và có tác dụng diệt vi khuẩn. Khi sản xuất nước sát khuẩn tay, các nguyên liệu không chỉ sạch mà còn được khử khuẩn bằng dây chuyền công nghệ. Bản thân nước vo gạo chỉ sạch chứ không vô khuẩn nên cách bạn tìm hiểu trên mạng là sai. Bạn không nên làm theo. Cách tốt nhất để phòng bệnh là rửa tay dưới vòi nước sạch với xà phòng trong ít nhất 20 giây. Khi không thể rửa tay mới dùng đến dung dịch sát khuẩn tay. Nếu bạn chưa mua được dung dịch sát khuẩn tay thì nên rửa tay thường xuyên, tốt hơn là tự chế nước sát khuẩn. Ngoài ra mình còn xem các ý kiến của các giáo sư tiến sĩ trong tuổi trẻ.vn thì có nói rằng sử dụng cồn không đạt tiêu chuẩn dược dụng như cồn công nghiệp để pha chế có thể gây hại cho thị giác. Một số tạp chất nếu không kiểm soát được có thể gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe. Do đó khi cần thiết phải pha chế dung dịch rửa tay sát khuẩn, điều tối quan trọng là phải sử dụng nguyên liệu đạt chuẩn dược dụng. Hơn nữa đừng lạm dụng dung dịch sát khuẩn. Nó không phải giải pháp duy nhất và tối ưu.